Xin chào tất cả các bạn thân mến, chào nhật ký thân mến. Đây là số nhật ký thứ 17 và mình thấy vô cùng hãnh diện về bản thân mình. Hãnh diện vì mình đã dũng cảm thực hiện một ý tưởng mà đã ấp ủ từ lâu để có thể lan tỏa tới các bạn những điều thú vị và tích cực trong cuộc sống của mình. Mình hãnh diện vì tuy công việc kinh doanh cũng khá áp lực nhưng mình vẫn có thể sắp xếp thời gian để thực hiện ý tưởng này. Đặc biệt mình vô cùng hạnh phúc và biết ơn khi đón nhận được những chia sẻ tích cực từ các bạn. Thế nên số nhật ký cuối cùng trong năm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về lý do vì sao nhật ký online ra đời. Mặc dù mình có thể tìm ra vô vàn lý do vì sao mình nên làm điều này, nhưng mình lại chẳng thể tìm được nổi một lý do nói rằng mình không nên làm điều này. Nhưng tất cả các lý do đó sẽ có thể gói gọn trong một lý do rất đơn giản thôi. Đó là vì mình yêu bản thân mình. Mình làm nhật ký online là để mình có thể chia sẻ những tâm tư, tình cảm hay những trải nghiệm của mình mà bản thân đã từng vất vả và đánh đổi để có được. Mình yêu bản thân mình nên mình muốn cái thân này sống ở cuộc đời này thì cũng nên làm những việc gì đó tích cực cho những người xung quanh và cho xã hội. Cho dù cuộc sống có thế nào thì mỗi ngày mình chỉ biết cố gắng làm một người tốt mà thôi. Cũng có những ngày vui, cũng có những ngày buồn, cũng có những lúc mình thất bại và cũng có những lúc mình thành công. Nhưng cũng chính vì thế mà cuốn nhật ký này càng ngày sẽ càng thú vị nhiều hơn nữa. Cá nhân mình hiểu mỗi lần đối mặt với khó khăn trong cuộc đời mình đã cô đơn thế nào, mệt mỏi thế nào, mất niềm tin thế nào. Cũng chính vì thế mà mình không muốn một ai sẽ phải đơn độc đối mặt với những cảm xúc đó như mình. Vậy nên mình muốn chia sẻ cho các bạn về trải nghiệm của mình, góc nhìn của mình, cách thức vượt qua những khó khăn đó của mình. Để ít nhất rằng nếu một ai đó ngoài kia cũng đang gặp phải khó khăn giống như mình, thì bạn ấy sẽ không cảm thấy cô độc. Và mình hy vọng qua những gì mình chia sẻ, bạn ấy sẽ có thêm niềm tin và nghị lực để vượt qua. Và nếu dù chỉ có thể giúp đỡ được một người thôi, thì mình đã cảm thấy biết ơn và hãnh diện về điều đó rồi. Sang năm mới mình hứa sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân nhiều hơn nữa, sẽ chia sẻ tới các bạn thật nhiều điều tích cực, cũng như nhiều sản phẩm nghệ thuật hơn nữa. Và luôn mong muốn sẽ được lắng nghe những ý kiến đóng góp cũng như chia sẻ tình cảm từ các bạn nhiều hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã luôn lắng nghe và đón nhận tâm tư tình cảm của mình trong năm 2022 vừa rồi. Chúc các bạn một năm mới 2023 thật nhiều sức khỏe, thật nhiều nghị lực, thật nhiều may mắn và tràn ngập tình yêu. Happy New Year! Hẹn gặp lại các bạn trong trang nhật ký sau. Bye bye!